Rồi mến chào quý khán giả ha. Để chào mừng ngày Tết quân dân. Hôm nay là ngày 24 tháng 1 năm 2024. Trung tâm văn hóa và truyền thanh của huyện Phong Điền có tổ chức cuộc chạy diễu hành để mà hưởng ứng cái phong trào thể dục thể thao ngày Tết quân dân. Có phần sôi động trên sông nước ha. Mình cũng cảm ơn anh em đã đem vỏ lãi cano đến để mà cùng tham gia chạy diễu hành cho cái buổi lễ, cho cái ngày Tết quân dân được thêm phần sôi động. Rồi chúc anh em mình ai về cũng làm ăn suôn sẻ ha. Rồi chúc luôn quý khán giả mình cũng vậy nha. Rồi có một buổi xem cuộc diễu hành bữa nay là vui vẻ. Suzuki 40 mã lực. Chiếc bên trên là 100 mã lực ha. Chiếc bên trên mình biết Yamaha, còn chiếc dưới này mới đây.
em đang tập trung ở phía dưới. Đó là hướng cầu Trà Niền á quý anh em. Để chạy lên hướng Tây Đô. Đây là cái bờ kè biển Phương Danh ha. Bờ kè của biển Phong Điền mình á. Dài lên hướng đó là hướng cầu Tây Đô. Cầu Tây Đô khuất rồi, nó đường chỗ đó nó có cái quẹo á. Nhà nước cũng đang xây dựng. Bây giờ cũng diễu hành tiếp tục ha. Rất là nhiều lượt chạy. Là chạy vậy mới đúng bài đó. Có mấy chiếc chạy không có chờ được mấy chiếc kia, mình chạy nhanh mình chạy chậm chậm lại chờ mấy chiếc kia cho ngang ngang nhau. Mấy chiếc kia ỉ mình chạy nhanh mình chạy quá trời, ai chạy cho theo cho kịp. Cái so le hết trơn coi cũng không đẹp mắt ha. Tại vì cuộc diễu hành này ngoài mình quay cũng còn đài truyền hình, nó cũng có nhà báo rồi ta cũng có quay nha. Tại vì năm nào cũng có tổ chức một hai cuộc diễu hành hết nè, mừng đảng mừng xuân hay là tết dân hay là du lịch sinh thái trên sông nước mà ha, là đều có diễu hành. Trên đang chuẩn bị chạy cái chiếc vỏ bự bên đây, ba của Thái á, làm ca máy 50 ngựa Mitsu. Này cano 5m4 nha. Mô tô nước. Mô tô nước chạy xé nước. Chạy nhanh lắm nha, phải chạy tà tà. Ở những video trước anh em xem, tại vì có rất là nhiều lượt chạy diễu hành cho nên mình thấy thời gian dài quá mình chia ra nhiều video ha, để cho anh em xem lần lần. Máy động cơ này 65 ngựa nè, Mitsu 4D56. Ở trên chạy xuống, ở dưới chạy lên nữa. Sợ quấy. Hết đi đường quay luôn. Để ngay giữa, ai chạy sao chạy. Để camera ngay giữa.
Yamaha 25 nữa. Yamaha 2S nha, loại 2 thì á. Đó mấy cái máy xe, những động cơ xe 3 xi lanh chạy mà Duto. Chứ mấy cái động cơ nhỏ nhỏ gì đặt máy giữa chạy không nổi rồi nè. Đặt máy ầm chạy không nổi. Những cái đặt máy ầm là phải những cái chiếc lớn. Có vàng về bển rồi. Có vàng anh em về bển rồi. Cảm ơn nhiều anh ơi. Tại nãy giờ đứng trên ghe của bà con. Không nha. Rồi, bỏ đây. Này mình đang đi trên vỏ 6m3 nè. Và cái động cơ là Mitsubishi 4D68, cái động cơ để nguyên zin. Không dám mở. Mở chạy hư. Mở xì một mua. Ừ. Đúng ra độ turbo này kia chạy nhanh mà mau lên nè quá. À, màu có máy mới quá. Ông bao ở đây là không lại rồi. Trời. Ông muốn chạy ông bấm môi lắm đó hồi nãy mới chạy. Vậy chứ cái vỏ ông bự hơn máy đồng, đúng không? Máy đồng máy này nhưng mà máy ổng có độ turbo. Mà tính ra máy ổng độ turbo vậy mà chạy bền chứ. Còn nhầm cái sao độ turbo. Ờ nhầm cái độ turbo chạy rồi gì bò cua. Đây anh em trong câu lạc bộ võ lãi huyện Bông Điền ha, tụ họp về rất là đông. Thì có những anh em cũng ở như là ở đây ở Sóc Trăng rồi nè, cũng đến tham gia với câu lạc bộ để mà chạy diễu hành. Mình cũng cảm ơn anh em mình rất là nhiều ha, đã đến tham gia để mà cho cái ngày Tết quân dân mình được thêm phần sôi động tí xíu để hưởng ứng cái phong trào thể dục thể thao cho huyện Bông Điền. Cũng cảm ơn mà cảm ơn sở văn hóa của huyện Bông Điền mà nó tổ chức lâu lâu cho anh em mình có một bữa hóng mát trên sông nước vui vẻ. Rồi đi lên chụp hình lưu niệm. Đúng. Mình vô bên trong. Cảm ơn toàn thể quý khán giả đến xem cổ vũ ha, rồi cảm ơn luôn quý khán giả trên kênh sông nước miệt vườn mình nha. Đó, xem video để mà đến đây cổ vũ không được thì xem video cổ vũ. Nói cái máy này tính ra đề nhảy cái một cũng hên xui ha. Không phải cái nào cũng như cái nấy. Đây cái này 175 HP Suzuki. Nhưng cái này thấy chạy đến đây rồi đậu không gì chạy thôi. Nhưng mà chiếc này nặng lắm anh ạ. Máy lớn nhưng cái chiếc nặng chạy cũng không có nhanh. Ê coi chừng nó trúng vô cái mũi trúng vô cái máy. Một giây đồng đồng ra đây em để cái mũi trúng vô cái máy. Mitsubishi 4D56 đây, cũng trên cái vỏ lãi 6m3 vậy nè. À đó mà đó mấy chiếc cano. Đó của anh em đi làm nhiệm vụ. Rồi mời tất cả anh em mình lên. Thank you.
Ê, ê, ê. Thịnh. Tiếp tiếp chú Tư Thịnh, nắm tay chú Tư Thịnh. Chú Tư ốm gì chứ, chú Tư yếu thiệt. Chiếc này nó nhỏ nhưng cái máy nó không nhỏ nè. Ủa hai động cơ mà mạnh quá ta. Hai máy giống người kia biết thôi ha. Ừ, cái mạnh đó chứ. Cái dòng này mấy cái này mình ra lôi qua mấy cái nhỏ nhỏ nó vậy. Anh nghe nè. Này đầu óc nó đương lộn xộn hết trơn rồi. Không được. Nếu mà độ rồi thì chạy bởi vì nó mới bay được. Mình không có kỹ thuật chúng ra là nó lộn được á, mà tại mình không qua bên công báo thôi. Nó không lộn, mình lộn. Mình lắc ngang đó là mình buông nó ra mình lộn. Khu này là cái bờ kè của huyện Phong Điền mình nè. Tổ chức cái những giải đua của huyện á, là tổ chức ở cái khu này. Chạy dài lên hướng cầu Tây Đô á nè. Đang hấp dẫn. Và có chiếc nào xa xa chạy tới nha. Đầu hàng. À chiếc này 150 ngựa. Người chủ của chiếc này có cái khu resort nên chở khách du lịch đến tham quan á. Thỉnh thoảng thấy đi hoài. Chở khách du lịch chở vô resort của ông đó, người Đức, cái gốc người Đức nhưng ông sống ở Việt Nam mình lâu rồi. Xin kết thúc cái video này ha. Chúc quý khán giả mình ha, ai cũng có một buổi chiều vui vẻ, làm ăn thì suôn sẻ.